Một ngày bình lặng, bỗng ta nhận ra đời người nói dài cũng không quá dài, còn nói ngắn thì cũng không quá ngắn. Dẫu vậy, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo. Thế nên bạn ơi, đừng lãng phí quỹ thời gian hữu hạn của chúng ta vào những việc vô nghĩa, dành cho những con người không quan trọng. Thực ra, nếu ngay từ đầu ta không cho họ cơ hội bước vào sinh mệnh và nội tâm của mình, ta không rơi vào lưới tình, thì họ sẽ không thể làm xáo trộn cuộc sống của ta quá nhiều. Vạn vật xung quanh, với núi cao sông dài, sẽ luôn có chỗ dung thân cho tất thảy. Đi qua bao nhiêu người lạ trên đường đời, sẽ có người bằng lòng nở nụ cười chân thành. Cứ nhớ rằng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời một người là khi ban ngày có thể vui vẻ nói cười, ban đêm ta có thể an giấc. Cuộc sống không cần quá cố chấp để vùi đầu vào những tình cảm không đáng. Sau đây, Block Radio xin mời các thính giả lắng nghe truyện ngắn Những giọt chiều rơi rơi. Trân đang cắm cúi vào quyển sổ trên tay. Cả tháng này cô chạy tìm tư liệu cho mấy bài phóng sự, nên tất cả nằm hết trong này, quyển sổ mà Trân rất quý. Rồi khi có thời gian, cô mới ngồi sắp xếp lại. Cuối cùng Trân đọc được là những điều này. Thật lạ là tất cả những sự việc mà họ nói, những người phụ nữ mà Trân đã gặp khắp nơi trong thành phố này và cả những người thành phố khác, đều có chung một thời khắc là vào những buổi chiều. Và chắc đã lâu không ai hỏi họ như vậy, nên họ cứ dồn nén những ấm ức trong lòng, dù họ nói với Trân là họ đã rơi nước mắt ngay khi nỗi buồn đến với họ. Cô ấy là một phụ nữ còn khá trẻ, làm việc ở một cơ quan bảo hiểm. Chị hỏi làm em thấy như có nơi có người cho em trút được nỗi niềm vậy. Em nghĩ ai cũng có lúc phạm lỗi này, lỗi kia, mà hôm đó là một ngày lễ rất quan trọng ở cơ quan em. Em đã chuẩn bị cái áo dài em thích nhất với những bông hoa màu vàng thật duyên dáng và tươi thắm. Rồi em trang điểm thật đẹp. Vậy mà anh ấy ba chớp ba nhán ở đâu cầm cái ly cà phê chạy tới, nói là mua cho em, rồi làm đổ hết lên người của em. Vậy là đi toi cái áo dài em đã mất công chuẩn bị. Lúc đó đã sát giờ em phải đi, mà anh ấy biết rõ còn bày đặt mua cà phê đến làm chi, rồi gây họa lúc đó em không biết nữa. Bảo hại em phải thay một cái áo khác mà em chẳng thích, coi như xong buổi lễ của em, coi như xong những gì mà em đã cất công chuẩn bị. Hôm đó có nhiều quan khách đến dự, và em muốn em phải là người đẹp nhất đó chị. Nhưng chưa hết, Tường ảnh sẽ xin lỗi em rồi chở em đi. Vậy mà ảnh tỉnh bơ, còn nói là em có nhiều áo đẹp mà. Rồi ảnh nói ảnh có việc bận nên đi mất. Lúc đó em vừa thay quần áo, vừa giận ảnh cành hông, vừa nước mắt rơi quá trời. Sau đó em giận ảnh đến cả tháng cho ảnh biết mặt. Ảnh làm một buổi chiều của em đi tông mà cứ vô tư vậy đó, đúng là đàn ông. Chị Trân, chờ em tí, để em nhớ xem là em đã khóc mấy lần rồi. Mà có những lần anh ấy biết được nên còn dỗ dành ôm lấy em. Còn buổi chiều hôm đó ảnh không còn biết em khóc nữa kìa. Giống như ảnh chẳng thèm quan tâm tâm trạng của em lúc đó ra sao. Đó mới là điều làm em rơi nước mắt, chứ không phải là vì chuyện hủy bữa tiệc sinh nhật ở nhà hàng đâu chị. Hôm đó là sinh nhật của em hả? Dạ không, hôm đó là sinh nhật của ảnh, mà em muốn tổ chức ở nhà hàng, vì cũng đã lâu rồi hai đứa bận rộn không hẹn hò đi chơi, đi ăn với nhau, nên em thích vậy. Rồi em đã đặt bàn, đặt bánh hết trơn rồi, đến ngồi chờ ảnh. Vậy mà chờ mãi không thấy ảnh tới, gọi điện thì thuê bao. Em không biết vì sao như vậy, vì sinh nhật của ảnh mà ảnh không nhớ hay sao? Em muốn ảnh bất ngờ nên chỉ nói hẹn ảnh ở nhà hàng, thì ảnh phải tự hiểu chứ. Vậy mà cuối cùng em đành phải xin lỗi nhà hàng rồi mang bánh về nhà. Mà em có nuốt nổi đâu, cứ nhìn thấy là cục tức nổi lên cùng cụng, nên em cho hết mấy bé hàng xóm. Về đến nhà mà nước mắt cứ rơi, sao ảnh có thể vô tâm đến vậy? Sau đó đến cả tuần ảnh cũng không thèm gặp em. Em gọi thì ảnh nói là ảnh bận việc với khách hàng, còn điện thoại thì hết pin. Hai người sắp cưới chưa? Chưa đâu chị, em đang suy nghĩ lại là ảnh có thương em thật không. Trân định quay về vì thấy cô ấy đang quá bận. Cô nghĩ để một dịp khác cũng được, thì cô ấy chạy ra. Chị Trân vào đi, em xong rồi. Mọi ngày em cũng rảnh lắm, tự nhiên sáng nay chị tới thì em lại bận túi bụi. Em may mắn và hạnh phúc là được người yêu yêu nhiều lắm. Chỉ có lần duy nhất đó anh ấy làm em khóc thôi chị. Mà em khóc một mình ở công ty và trên đường về mà ảnh không biết, cũng chẳng gọi cho em một lần để xem em đã về nhà và ăn uống ra sao. Vì hôm đó có cuộc họp quan trọng ở công ty nên em biết chắc chắn ảnh sẽ tới, vì tụi em làm cùng công ty.
Tại vì công việc của ảnh bận rộn ở nhiều nơi, em chủ động hẹn ảnh xong hộp sẽ đi ăn cùng nhau. Tất nhiên là ảnh chở em, còn em sẽ gửi lại xe ở công ty, rồi sáng mai ảnh ghé nhà chở em đi làm luôn. Ảnh đồng ý rồi, vậy mà cuối cùng lại mất bóng, rồi cũng chẳng giải thích về việc gì mà không tham gia họp với mọi người, làm em mất công chuẩn bị quần áo và thắt bím tóc thật đẹp chờ ảnh tới. Rồi cứ tưởng ảnh không họp nhưng sẽ tới đi cùng em, làm em ngồi đợi cả buổi trưa đến tận chiều. Không dám ngủ trưa luôn đó chị, vì em sợ nằm sẽ làm hỏng mái tóc đẹp. Chiều hôm đó mọi người về hết, còn mỗi mình em ngồi bơ vơ trong phòng. Nhắn bao nhiêu tin ảnh cũng không trả lời. Em vừa đi về vừa khóc, mà ảnh đâu biết. Rồi em có nói cho anh ấy biết không? Đàn ông mà, nhiều khi họ vô tâm lắm chứ không phải là không yêu. Em chán quá cũng chẳng muốn nói, mà em thấy có yêu đến mức nào thì mình là phụ nữ, mình nên tự ý tứ một chút, chứ suốt ngày cứ nhắn tin vậy. Đành rằng là yêu nhau, mà em thấy nhiều lúc như là em chạy theo ảnh nhiều hơn. Vậy thì em đứng lại để anh ấy chạy theo em là được mà. Cô ấy cười, còn Trân bỗng nhiên nhớ một câu ngạn ngữ mà cô đã đọc đâu đó. Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Còn với người phụ nữ này, cô ấy đã rơi nước mắt rất nhiều cho buổi chiều hôm đó. Không biết người đàn ông kia yêu cô ấy như nào, mà cô ấy nói đó là lần đầu tiên cô ấy đặt chân đến một nơi lạ lẫm như vậy. Vì anh ta cũng đi công tác ở đó trước chuyến đi của cô ấy, nên cô ấy rất vui sẽ được người yêu ra đón về và chăm sóc. Ai dè xe tới bến đã lâu, mọi người đã đi hết, đã về hết, còn mình cô ấy cứ đứng ngóng anh ta ở bến xe. Rồi đến khi trời tối mịt, mới vừa rơi nước mắt, vừa tự đi tìm chỗ trọ. Còn gọi điện thì anh ta không nghe máy, nên cô ấy cũng chẳng biết sao. Nhưng tất cả họ đều đang ở trong giai đoạn yêu nhau, nên còn có thể tiến tới hay dừng lại. Chứ trường hợp người phụ nữ này thì Trân thấy đúng là quá tội và quá thương cho cô ấy. Chị nói với Trân, chồng chị hay đi công tác xa nhà, có lúc phải mấy tháng mới về, nên hai mẹ con cứ suốt ngày lủi thủi với nhau. Nên hàng xóm cứ hay nói đùa là phía sau một cô giáo là một cô gái, vì ngày nào chị chẳng chở con đi học. Chị nói ngày trước khi chị còn là con gái là cũng xinh đẹp đâu thua kém ai. Nhiều cô trẻ tuổi hơn chị còn ganh với chị về sắc vóc. Họ nói dáng của chị đúng là dáng người mẫu, còn dáng của họ thì chỉ có một mẫu. Rồi từ khi nhận lời yêu anh và làm vợ anh là chị nhanh xuống sắc vậy đó. Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt, chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều, nhiều buổi tối lắm, mà bị con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình. Trần nghĩ đúng là những nỗi niềm không thể nói cùng ai. Cô chỉ mong những anh người yêu hay những anh chồng gì đó có thể hiểu, có thể quan tâm đến người yêu mình hơn. Vì phụ nữ hay có những giây phút chạnh lòng và yếu đuối hơn đàn ông. Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được yêu thương, được hạnh phúc. Nên mấy anh nếu đã yêu thì hãy đừng làm phụ nữ rơi nước mắt. Trần nghĩ nếu có nhiều giọt nước mắt rơi rơi thì những cơn mưa của đất trời sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì. Nhưng thường là khóc xong người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Trần đã có nhiều lúc không khóc được, nên cô luôn cảm ơn công việc, vì chính công việc đã cho cô được trút hết những gì cô không thể khóc được. Hình như mùa mưa đang tới, mấy ngày nay chiều nào trời cũng mưa. Tại Trân đang kết thúc bài phóng sự nhỏ này. Nếu quyển sổ của cô nói được, chắc nó sẽ nói nó cũng chờ lâu quá rồi, sao không thấy cô lật ra đọc để kết thúc. Chỉ mong đó là một kết thúc không có nước mắt rơi rơi. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Những giọt nước mắt rơi rơi của tác giả Hải Anh. Tiếp theo, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Chị là người thứ ba vì thích em à, được tác giả Minh Mail gửi tới Blog Radio. Đời người đàn bà, ai chẳng mong tìm cho mình một bờ vai vững chắc để nương tựa, mơ ước về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ừ, nhưng đời đấy nó bạc lắm, bạc với người đàn bà chung chuyên, khổ vì hai chữ tình yêu cả một đời. Tôi gặp chị ở lớp tập yoga, ấn tượng mạnh mẽ nhất mà chị tạo cho người đối diện có lẽ là đẹp. Mà quả là chị đẹp thật, nét đẹp lẳng lơ nhưng không phải dạng dễ dãi và sự sắc sảo của một người phụ nữ tứ tuần hồi xuân. Có cái gì đó khiến người khác hút chị lắm, bởi chị không chỉ đẹp mà tính cách cũng rất nhiệt tình. Người đâu mới gặp đã cười tươi như thế, cứ chị em thân thiết. Sao lại có một người phụ nữ như này lạc quan đến kỳ lạ. Chị đẹp, độc lập và sắc sảo, có cho mình một mái ấm yên bình đâu khó, sao lại chọn làm kẻ thứ ba đứng bên đường cho mỗi cuộc tình của người khác trong làn khói thuốc nồng nặc.
Chị ngà ngà cười rồi nhìn tôi nói, chị thích. Ai lại thích làm kẻ muôn đời bị xã hội này lên án, chỉ trích và ghét bỏ, mà chị ấy làm kẻ thứ ba chỉ vì sở thích. Tôi từng khuyên chị nên bỏ thuốc lá, nó không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người phụ nữ. Chị cũng chỉ cười nhạt, giải thích đơn giản, chị thích. Loại thuốc lá dành cho nam mùi nồng, sặc, xộc thẳng vào khứu giác mỗi khi hút, luôn được chị đặt trong túi áo khoác mang theo bên mình. Và lúc nào tôi cũng thấy chị chỉ hút nửa điếu. Trong cơn ho sặc sụa, đôi mắt chị đẫm đờ, thẫn thờ như lạc vào miền ảo dụ, mộng hoặc. Thế giới của riêng mình chị, như con mèo liếm láp vết thương, tự ôm lấy mà vỗ về, không phải là người nghiện thuốc, nhưng lại là người say hương khói nặng vậy. Ít lâu sau, tôi mới biết chị cũng đã từng yêu, từng mơ cho mình hạnh phúc giản đơn. Người đàn ông đó yêu chị thật lòng, anh có rất nhiều điểm tốt, duy chỉ là anh đã có gia đình. Hay cô con gái của anh rất xinh xắn, mọi chuyện đẹp như một câu chuyện cổ tích. Sai là chị không biết mình là người thứ ba từ bao giờ. Sai người đúng thời điểm là sai lầm. Có những sai lầm đôi khi không thể sửa chữa. Đúng người sai thời điểm là bi kịch hóa bi thương. Có lẽ chị chọn làm người thứ ba vì muốn tìm lại cảm giác ở bên anh. Nhưng kiếm tìm hoài cũng không cảm nhận được cảm giác thân quen, nên mãi là người đứng ngoài và đi qua trong mỗi cuộc tình. Cứ mãi kiếm tìm mà chẳng nhận ra bản thân đã gục ngã từ bao giờ. Muốn quen nhưng lại chẳng lỡ buông bỏ, nên luôn mang bên mình loại thuốc lá mà anh nghiện nặng khi xưa. Ai biết được gặp nhau là duyên, nhưng có đi được với nhau hay không còn cần chữ phận. Chị và anh cũng thế, có duyên nhưng không có phận. Tôi hỏi chị, sao chị không hận anh ấy? Hận làm gì em? Hận là còn yêu, mà còn yêu là còn đau khổ. Tôi nhìn chị trầm ngâm một góc, say cùng nửa điếu thuốc cháy dở, nằm chơ vơ trên gạt tàn mà xót xa quá. Làn khói thuốc mong manh lượn lờ chợn vờn trong không khí, uốn cong uyển chuyển theo từng đường quyến rũ thân hình của người đàn bà, rồi dần hòa phản nhẹ trong không gian, khiến con người ta càng thêm chới với miên man. Xót cho đời người đàn bà chung chuyên khổ vì chữ tình cả cuộc đời. Ngay sau đây, mời các thính giả mến thương lắng nghe truyện ngắn của tác giả Ngư Ngư với tựa đề Cảm ơn cậu đã có mặt trong thanh xuân của tớ. Đối với tớ, cậu là tình đầu, mà tình đầu thường tới rất nhẹ nhàng. Mối tình đầu luôn để lại những nuối tiếc, những vụn vỡ và những vết thương. Đó có thể là mối tình thời học sinh ngông cuồng, đầy cảm hứng của tuổi trẻ. Ta có thể bốc đồng bảo vệ nó, bảo vệ cái gọi là tình yêu. Mối tình mà ta chưa thật sự hiểu đủ, chưa thật sự trao hết trưởng thành cho đối phương. Ai cũng có tình đầu, dù sớm hay muộn, nó có thể rất đẹp, đến và đi nhẹ nhàng, hoặc có thể đến và đi, để lại vết thương không thể chữa lành. Tình đầu của tôi cũng thế, nó chỉ gói gọn trong hai chữ thích thầm. Tôi thích cậu ấy gần 4 năm, đến tận khi học xong năm nhất đại học, thì tôi mới thực sự gạt bỏ được tên cậu ấy ra khỏi lòng mình. Nếu ai có hỏi tôi, thích mà không nói ra như thế có mệt không? Tôi sẽ trả lời, mệt. Thật sự rất mệt. Tôi thích cậu ấy trong một lần chạm mặt ở căng tin trường cấp 3. Cậu không có gì đặc biệt, nhưng tại thời điểm đó cậu lại cực kỳ đặc biệt trong mắt tôi. Từ khoảnh khắc đó tôi mới biết cảm giác rung động là gì. Là không cần đối phương phải làm gì cả, cũng không cần đối phương quá đặc biệt. Chỉ cần gặp người đó, mình cảm nhận được từng nhịp đập của con tim là đủ. Đối với các bạn khác cùng trang lứa, tôi thuộc dạng bạn nữ tầm thường dưới cả mức tầm thường. Ngoại hình không xinh đẹp, không giỏi giao tiếp, lại cũng chẳng dễ thương. Tôi cũng có ít bạn bè. Cú sốc đầu năm lớp 10 khiến tôi mặc cảm về ngoại hình suốt thời gian dài. Từ lúc bé, tôi cũng nghĩ nhìn mình không đến mức tệ. Bạn bè cấp 2 cũng không bao giờ đem ngoại hình của tôi ra để soi mói. Nhưng chính lúc tôi bước vào ngôi trường mới, là trường cấp 3, tôi mới thấm thía được bề ngoài quan trọng như thế nào. Khi biết được việc mình bị người khác đem ngoại hình ra để làm chủ đề bàn tán, tôi đã kể với gia đình. Ai cũng nói không phải như vậy, tôi không xấu xí như người ta nói. Nhưng tôi vẫn thấy đó là một lời động viên vô nghĩa nhất. Tôi thấy mình không nên kể thì tốt hơn. Tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì vào lúc đó. Tôi thấy câu nói, cái nét đánh chết cái đẹp như một lời dối trá. Tôi ghét câu nói đó. Bởi người ta ấn tượng ban đầu về bạn ngoại hình không đẹp thì cũng không quan tâm tính cách hay cách cư xử của bạn như thế nào. Vì mặc cảm nên suốt khoảng thời gian đó tôi thích cậu ấy cũng không dám nói ra. Thậm chí tôi còn không biết cả tên của cậu.
tôi cũng không dám tâm sự với ai. Chỉ có hai người bạn thân nhất của tôi là biết chuyện này. Ít ra cũng có người biết khoảng thời gian ấy tôi từng thích một người như thế. Cho đến khi tổng kết học kỳ 1 của năm lớp 10, tôi thấy cậu đứng trên bục nhận phần thưởng học sinh giỏi. Lúc đó tôi cũng đã đặt cho mình một mục tiêu là học kỳ sau phải phấn đấu thật nhiều để cùng cậu đứng trên đó nhận thưởng. Lúc đó chỉ bấy nhiêu thôi là tôi cũng thấy hạnh phúc được phần nào. Tôi nghĩ mình phải thật sự giỏi thì người ta mới nhớ đến mình. Phải thật sự giỏi thì mới xứng với người như cậu. Đến lúc tổng kết cuối năm, tôi đã thực sự làm được mục tiêu của mình. Nhưng lúc đó tôi lại thấy được nhận thưởng như này là do chính mình làm được. Mình cũng có thể giỏi như người khác. Mình không hoàn toàn không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ chỉ có học ngay lúc đó mới giúp tôi thoát khỏi mặc cảm tự ti. Dù tôi học cũng có những môn khá tệ, nhưng nó không đến mức ảnh hưởng đến thành tích. Đến tận cuối năm lớp 11, tôi mới biết được tên của cậu. Trong một lần rất tình cờ, tại sao tận đến khi tôi sắp quen thì lại biết được cái tên đó, cái tên mà tôi muốn biết được trong suốt 3 năm đầu cấp 3. Nhưng sau khi biết tên, tôi cũng không thể làm được gì. Tôi và cậu học khác lớp, cậu và tôi cũng không có điểm chung. Ngay cả cơ hội được nói chuyện một lần cũng không có. Tôi phải mặt dày đến thế nào khi gửi hẳn 3 lần lời mời kết bạn với cậu trên mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ được cậu đồng ý. Như có một lần tôi gửi cho cậu lời mời kết bạn trên điện thoại mà cứ nghĩ rồi cậu sẽ chấp nhận thôi, dù là bạn bè trên mạng thôi. Tôi cũng thấy mình có cơ hội được làm bạn với cậu, nhưng cơ hội đó chưa bao giờ tôi có được. Tôi không trách cậu, vì trên mạng hay ngoài đời tôi cũng chỉ là một người lạ, một người mà cậu không biết và không bao giờ biết được sự tồn tại của tôi. Khi đến năm cuối cấp, tôi đã nói với chính mình, đợi sau khi tốt nghiệp, mình sẽ nói với cậu tình cảm này. Dù cậu có đồng ý hay là không cũng không quan trọng, vì mình chỉ muốn nói với cậu có một người từng thích cậu đến như thế. Nhưng đến khi thời điểm đó chỉ còn rất ngắn, tôi biết được cậu đã có người mình thích. Cậu và cô ấy đang trong quá trình tìm hiểu. Bạn ấy rất xinh đẹp, dễ thương hơn tôi về mọi mặt. Khoảnh khắc đó đối với tôi là một thời điểm mà tôi không bao giờ quên được. Khi mọi dự định của tôi như tan thành mây khói, hỏi tôi có thất vọng không thì chắc chắn là có. Hỏi tôi có buồn không thì chắc chắn là buồn. Nhưng tôi không khóc, vì đây chẳng phải là lỗi của ai cả. Chuyện này chỉ là do bản thân tôi tự nghĩ. Nghĩ sẽ có một ngày cậu biết đến tôi là ai, biết được tình cảm của mình. Khoảng thời gian cuối cấp đó đối với tôi không mấy đẹp đẽ. Tôi phải chịu áp lực từ kỳ thi, vừa phải cố gắng quên đi một người không bao giờ là của mình. Cứ nghĩ thi xong thế này rồi tôi dần sẽ quen được người con trai đó. Nhưng cuộc đời luôn thích treo ngươi. Tôi rớt nguyện vọng 1, tôi chỉ thiếu 0.1 điểm. Nhưng nguyện vọng 2 của tôi không biết là do ông trời không muốn tôi quên đi cậu, hay là do trùng hợp mà lại đúng vào trường mà cậu học đại học. Khi đọc danh sách trúng tuyển của cả trường cấp 3 mà cô chủ nhiệm gửi, có cả lớp của cậu, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Cậu và tôi sẽ học chung một trường đại học nhưng với ngành học khác nhau. Tôi nghĩ hai chúng tôi sẽ không chạm mặt nhiều, thậm chí là sẽ không gặp nhau. Tôi rất xấu tính khi có suy nghĩ cậu và bạn gái sẽ sớm chia tay. Tôi thậm chí ngày nào cũng xem story của hai người. Tôi thấy người ta rất đẹp đôi, hạnh phúc. Khi tôi bắt đầu nhận ra cậu thật sự thích cô gái đó, tôi thậm chí còn cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho bạn ấy là rất nhiều, nhiều hơn cả tôi dành cho cậu. Khoảnh khắc đó đã giúp tôi nguôi ngoai được những ấm ức của tuổi trẻ, giúp tôi biết cách quen. Tôi phải học cách quên đi một người chưa bao giờ đối với tôi là dễ dàng. Tôi không biết tại sao người ta có thể quen người yêu cũ, nhưng lại biết cách quên đi người mà mình từng coi là cả một bầu trời. Tôi không cao thượng, nên tôi không bao giờ chúc phúc cho hai người đó sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng tôi không muốn cậu phải buồn, nên tôi luôn mong hai người đó sẽ mãi như vậy. Dù gì tôi cũng là con gái, nên đôi lúc tôi cũng ghen tị với tình cảm mà cậu dành cho cô gái đó. Biết như vậy là rất xấu tính, nhưng ngoài nghĩ ra tôi cũng không làm gì cả. Tôi không thể bắt cái đầu của mình im miệng được. Suy nghĩ cứ tới và tôi cứ trôi theo nó như vậy. Từ lúc ra trường đến nay, như tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gặp lại cậu. Điều đó giúp tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào mà khi nhắc đến tên cậu, tôi lại không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu tôi chỉ nói lên, à bạn đó à, từng biết thôi chứ không quen. Khi đó tôi mới biết mình quen được rồi. Dù không phải là một chiến tích to lớn, nhưng tôi đã tự tay tháo được nút thắt lớn nhất đời mình. Tôi biết được quên đi một người quả thật không hề dễ dàng.
Tôi yêu cuộc sống khi không bận tâm, vướng mắc đến mọi thứ gọi là tình yêu. Tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ nhất trên đời. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ biết được nó như thế nào, ra làm sao. Nó xa xỉ không phải vì tôi trả cái giá quá đắt, mà tôi không thích nó. Khi vào một cửa tiệm, không ai lại đi chọn một món đồ mà mình không thích cả. Tôi không ghét tình yêu, bởi ngoài kia có rất nhiều tình yêu đẹp, nhưng nó quá to lớn là điều mà tôi không thể làm được. Đời thực sự không như một bộ phim ngôn tình. Một cô gái xấu xí sẽ không được bạch mã hoàng tử yêu. Sự chờ đợi cũng không thể có kết quả. Tôi đợi suốt 3 năm để thổ lộ, nhưng cuối cùng lại không làm được. Điều tiếc nuối nhất năm cấp 3 của tôi không phải là việc thổ lộ tình cảm, mà là tại sao mình lại dành khoảng thời gian đẹp nhất để đi thích một người xa lạ, thậm chí còn chưa nói chuyện một lần nào. Nhưng nhờ có cậu mà tôi học được sự cố gắng, học được cách khẳng định bản thân mình rất là nhiều. Nếu bây giờ cứ được chạm mặt cậu, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua mà không vướng bận gì. Có thể thoải mái nhìn cậu và người yêu hạnh phúc mà không còn đố kỵ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện, dù cậu cũng chỉ đơn giản là người bình thường. Nhưng đối với tôi, cậu từng là một chàng hoàng tử, từng là một người để tôi cố gắng hết mình. Cảm ơn cậu đã thêm dư vị vào thanh xuân của tôi. Nếu yêu thích blog radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vneplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.